Rồi, Việt Vĩnh Long xin chào quý vị và các bạn thân mến nha. Thì hôm nay Việt chia sẻ đến quý vị và các bạn hai đôi loa, dòng loa chuyên karaoke. Một là đôi loa BMB 300V, hai là đôi loa Boss 301 Series 5. Thì đây là dòng loa bãi, loa xịn. Tuy nhiên bãi thì nó cũng chạy này nọ vân vân. Ví dụ như những cái này. Thì loa BMB này cũng nguyên zin, bass 20, một chung, một chép và gân loa đặt hai. Và loa Boss này là 301 Series 5, trùng số series luôn. Trùng số series. Thì việc chia sẻ đến anh em cái giá tốt để anh em về anh em xài nha. Tất cả nguyên bản nguyên zin. Thì anh em nào cần thì Việt phải cho Việt, từ Việt sẽ gửi hàng. Thì đôi loa Boss 301 Series 5 này Việt chia sẻ giá thu hồi vốn lại cho anh em là giá là 5 triệu đồng nha. Boss 301 Series 5 giá thu hồi vốn 5 triệu đồng nguyên bản nha. Còn nguyên bản mấy cái này nó hay mốt cái mũi lắm anh em, mốt mũi này hoặc là mốt mũi chép á. Lo hàng bãi, mà hàng bãi là đa số nó hay mốt mũi nha. Chứ đây lo bát rồi thì nó rất là đẹp, thùng quách đẹp, 5 triệu đồng quá rẻ luôn. Giá thu hồi vốn 5 triệu đồng 301 series 5, hát hò vô tư. Rồi bên đây là loa BMB 300V. Thì việc dở một cái lưới ra để anh em xem biết là cái loa bass nó như thế nào. Đây là BMB 300V. Thì công suất của đôi này là nó là 250W mỗi thùng ha, mắc in da băng. Hàng bãi, hàng bãi xịn nha. Thì nếu mà theo đánh giá riêng của Việt thì BMB 300V này nó hát karaoke là hay hơn cái đôi Boss 301 Series 5. Tuy nhiên cái giá của nó thì nữa là rẻ hơn giữa một cái loa Mỹ và một cái loa Nhật. Thì giá loa Nhật lại rẻ hơn loa Mỹ. BMB 300V thì Việt chia sẻ đến anh em giá là 4.300.000, chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Thì xin nhắc lại đôi loa Boss 301 Series 5 giá là 5 triệu đồng, chưa bao gồm phí vận chuyển không bớt, giá thu hồi vốn. Và BMB 300V giá 4.300.000 đồng, giá thu hồi vốn, chưa bao gồm phí vận chuyển. Rồi anh em nào có ý định trả giá thì đừng alo để mất công thời gian, mất cái thời gian của anh em. Rồi xin chào anh em nhé.